đây mình cắt giật với cả vào dây kẽm kết hợp. Nhiều người bây giờ cứ nói đến cắt giật nhưng mà thực sự ra không hiểu thế nào là giật. Bởi vì giật nó, nếu mà giật đơn giản thì trông cây nó khô, phải hiểu được hình cây và cái nét là giật để làm gì, chứ không bây giờ là cứ quen mồm hay là cứ gọi là nó khó. Ví dụ nét giật của cây hoa nó khác và nét giật của cây thể hiện nam giới nó khác. Hoa nó cần sự mềm mại đó. Các đường chuyển mềm mại mặc dù vẫn là giật đúng không? Đó. Người tạo tác bây giờ cũng chưa nắm được hết cái nó gọi là cái cảm xúc và tiêu chí chơi, cho nên là nhiều khi là bị theo cái lối bây giờ bị theo cái lối, cái đa phần là cái phương thức hàng chợ, nó gọi là hàng đại trà, xong rồi nghĩ đó là một cái sản phẩm thì hay ho, nhưng mà một cái tác phẩm mà để trong cái cây này thì nó sẽ khác, nó mô tả được cái tâm tư mình gửi vào đây. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình muốn mô tả một người thiếu nữ thì nhưng mà lại đi mô tả thành ra là một cái hoa mà trông yểu điệu quá đấy, nhưng mà nó lại không có cái nét điệu cho mình, cái biểu cảm trong đấy nó không có. Vì cái thực thể sống này nó hơi phức tạp, nó thời gian nó chế tác nó lâu dài. Từ một cái phôi không nuôi phục hồi xong bắt đầu lấy mầm đấy, mà cái này chỉ nuôi tập trung riêng cái này mất 3 năm trời chỉ ra đến đây, tiếp tục lại hơn 2 năm nữa bắt đầu có các cái dữ liệu lại nuôi tiếp đấy. Sau đấy thì mới ra được cái bóng dáng, nhưng mà cái hình là phải chặt chẽ, tức là muốn ra một cái hình gì ra, thế nhưng mà sau này nó phải nhang nhác tự nhiên chứ không được cưỡng bức. Bây giờ nhiều cây bây giờ đang bị ở trong thể là bị hình nó bị hình học quá, nó không đạt được cái nét tự nhiên, kể cả từ cái bố cục. Nên là cây mà phơi được cốt mới là khó, phơi được cốt thân cổ cành chi đây, chân này, chân thân này, cổ này, cành này. Đấy, chi này, bắt đầu chia hai chi xong chi lại chuyển chi đấy, bắt đầu ra các trong các cái lớp chi này ra, càng chuyển được càng nhiều thì càng mức độ công phu càng cao, bắt đầu lại ra tiếp các cái điểm ngón, xong bắt đầu lại ra tiếp lớp răm. Lớp răm càng công phu bao nhiêu thì thể hiện đấy là công phu của người làm cây, qua các nấc chuyển mà nó phải có tỷ lệ, chứ không phải là vẽ dây ra xong cái là đưa ra nó đều thì không được gọi đấy là tỷ lệ đẹp. Đấy, cho nên là nhiều khi là cắt chuyển với cả DJ nó là đều là thủ pháp, nên cái chính là cái người chơi với cái người tạo tác phải nắm được rất rõ về cái bố cục cũng như là về mức độ công phu ở trong cái cây. Thế nào là công phu trong cây thì nó sẽ có các cái tiêu thức. Trước tiên là phải nhìn đến tổng giá, nhìn xa mình thấy cái tổng giá, nhìn xa nó vẫn lộ được ra các cái đường chạy của nó. Thế đến gần thì bắt đầu nhìn các cái chi tiết, ví dụ như các cái chi tiết này sau này nó phải to lên như thế này thì mới đạt, hoặc cái chi tiết này nó phải to như thế này đấy nó mới đạt, thì lại phải cần thời gian năm ngày và công phu trong đấy, phải hiểu hình cây
Nên nói bây giờ bảo một cái cây như này bây giờ mất 7-8 năm chỉ để làm như này thì nó lâu. Thế nhưng mà một cái cây mà bây giờ rất nhiều nơi người ta làm chỉ có được mỗi cái thân và bắt đầu làm một cái bóng hình tháp, làm một cái bóng hình chiếu đổ thì nó rất đơn giản. Chỉ trong vòng 6 tháng đến 2 năm là xong và bắt đầu làm xong. Cái công sức lao động trong đấy nó ở mức độ thấp, cũng như là về cái khả năng tạo tác là đặc biệt hạn chế. Đấy, cắt sửa liên tục, cắt sửa. Cây bài ở trong một số các anh em người ta vẫn đang làm thì bây giờ cái chi tiết nó rất đơn giản. Đây, để đạt được ra các cái điểm tay mà người ta chỉ làm như này xong bắt đầu người ta cắt. Thì các cái đây. Đấy, từ cái cổ. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Người ta lại đi dây. Đây là cây của một số anh em người ta mua về của các cái hội chợ rồi triển lãm các nơi. Nhưng đây thì nó chỉ được là cái chất là cây là được cái đường thân thôi. Thế thì để tạo tác được một cái cây mà nhìn trông nó thực sự là thuyết phục. Đấy, cân đối với tỷ lệ đây các bạn nhìn này. Đấy, như thế này. Thì ở đây xoay cả cái tầm thể đây. Thì mức độ công phu ở trong này thì nó cũng không có gì nhiều cả. Đấy, nó chỉ ra mầm xong bắt đầu người ta chỉnh hình. Đấy, bây giờ là đang chủ sở hữu đang gửi ở đây và để chăm và để bắt đầu lại chuẩn bị chuyển giá. Nhưng mà cũng phải mất tương đối nhiều thời gian bởi vì các cái dữ liệu này người ta chưa đạt. Đấy, với tỷ lệ thân và tỷ lệ cành đây chỉ sắp được cái bóng thôi. Đấy, ví dụ như đây sắp được cái bóng. Gửi ở đây mình gọi là anh em chơi với nhau để tạo tác giúp hộ nhau. Nhưng mà đây khi phơi nó ra sẽ như này. Bây giờ gọi là bây giờ mình cũng chỉ dám cắt qua qua này để cho nó gọi là có cái hình khối, nó có hình khối thôi chứ còn không thể phơi được chi tiết mức độ công phu ra được. Mà chơi cây này nó lại đòi hỏi là sự công phu và cái tạo hình trong đó. Mình sẽ mất khá nhiều thời gian cho nó. Như các bạn nhìn. Cái này thì cắt thì nó đơn giản đó. Tỷ lệ rất quan trọng trong chơi cây. Tỷ lệ về chi cành. Đấy, về cành, cổ và cái bố cục của nó. Cái bố cục nó đã hợp lý chưa? Còn nếu không thì nó chỉ ấm cúng như này thôi. Đấy, gọi là cây chơi rất nhanh. Thế nhưng mà để về lâu về dài thì nó cái biểu cảm nó chưa cao. Nhưng được như này cũng là tốt rồi. Cũng mất nhiều năm của một số người rồi.
làm cây là khó nhất cái ngọn nhỉ? Đúng không? Cái ngọn, cái cổ ngọn khó. Phải rất hiểu mới làm được. Bởi vì ngọn nó phải có cái độ, có cái độ chuyển. Để... Nhưng mà hiện nay thì nhiều người đang sửa theo gọi là cái lối bài bản quá, tức là cái lối gọi là học ABC. Mỗi cây nó một thể, mỗi cây nó một khác, cho nên không thể sửa như thế được. Để hiểu dần cây có giá trị thì phải nắm được là trong cây nó có những cái gì, nó đã đạt được những yếu tố gì. Ví dụ như chỉ được cái đoạn thân thôi, còn đâu là các cái chi tiết khác thì phải chờ rất mất rất nhiều thời gian, mà cũng phải là tay nghề tốt mới sửa được. Không thì nó cũng chỉ là một cái cây bóng dáng, cây nó kín đó. Diễn hẳn ra đúng không? Cũng chỉ tạm tạm thế này thôi, chứ còn nếu phô hẳn ra thì trông nó xấu lắm, cũng không đạt yêu cầu. Rồi bây giờ chỉ gọi là lấy cái mảng lá, mảng từ xa thôi, không có thể triệt để được. Triệt để thì sẽ phải mất một thời gian tương đối dài và cải tạo lại toàn bộ cái hình thể. Cái là được cái thân, yeah. Thân này, thân này tương đối được. Bây giờ mới chỉ lấy được cái bóng đó. Còn về cái tỷ lệ với cả các cái chi tiết trong này thì khi phơi ra thì các bạn sẽ thấy cây muốn mô tả được một cây cổ thụ bonsai cấp độ nào chẳng nữa phơi được ra. Có lá cũng như không có lá, cái mảng lá nó bé tí, nó độ ở trên đấy, và các cái chi tiết nó phải càng ngày càng lớn, nó phải to. Như những cái chi tiết này nó phải to tương đương như cái này, và nó phải chùn tròn lại thì nó mới đạt. Đây các cái điểm cắt này nó chưa được thu. Thế thì cái này chỉ là chơi bóng thôi, chơi bóng lá, còn ở để phơi hẳn ra gọi là cây có cốt cách, gọi là có đường dáng đẹp. Phức tạp không? Phức tạp. Đây thì như cây như này thì, nhưng mà từ cái phôi nguyên liệu mà các anh em ở làng nghề ở trong miền Nam người ta cũng tạo tác cũng mất thời gian đấy, chúng cũng không nghĩ đâu. Mất cả một khoảng thời gian dài, cũng phải đôi năm thì mới ra được. Năm rưỡi từ khi có cây nguyên liệu. Phục hồi sau đó rồi thì làm, bắt đầu đưa vô chậu rồi đi dây, xong bắt đầu cho chịu dây, xong tháo dây.
hay bản thân bây giờ người chơi bây giờ giữ nguyên nếp cây cũng còn chưa giữ được, thiếu rất nhiều về kiến thức về có những bạn bây giờ những cây như thế này rồi bây giờ về cắt cụt hết đi còn lại một vài cái mầm thì thứ nhất là cũng chả chơi được. Đấy, nếu đã xác định là mua một cái phôi thì chúng ta sẽ phải bỏ quên nó đi, còn nếu mà đã chơi hình thể gọi là chỉ bóng này thôi thì gọi là chơi tạm này thì vẫn chơi được. Thì nó là các cái yếu tố như thế. Vệ sinh cây để cho cây nó khỏe, để cây nó sạch sẽ. Chưa biết cách, cảm thụ chưa có. Ngay bản thân đến đấy, khi phơi ra thì đấy các bạn nhìn thôi từ trong ra ngoài đấy cũng như đây thế thôi. Ví dụ như cái cây quế này nha các bạn.